Thưa quý vị, và chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta cùng nhau đón Tết Tân Sửu rồi. Và theo quan niệm của người Việt Nam thì nhà cửa sạch đẹp trong dịp đầu năm sẽ mang lại may mắn, bình an và hạnh phúc cho gia đình. Vì vậy, dọn dẹp nhà cửa đã trở thành thói quen của bất kỳ ai trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Và để cho công việc dọn dẹp cuối năm được nhẹ nhàng và thuận lợi hơn, thì tiểu mục Đảm Đang Khéo Léo xin chia sẻ đến quý vị những mẹo cực hay giúp cho chúng ta không còn phải bận tâm vì những vết bẩn cứng đầu luôn bám chặt trên bề mặt các vật dụng trong gia đình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Ngày Tết Nguyên Đán đang cận kề, chắc hẳn nhiều gia đình giờ này đang tất bật sửa sang, dọn dẹp để chuẩn bị đón Tết. Có lẽ công đoạn tẩy rửa đồ vật là một trong những công việc mệt mỏi và khiến không ít bà nội trợ đau đầu. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn một tay làm đẹp cho gia đình mình. Cách tẩy rửa giày. Bạn cần chuẩn bị bột baking soda, oxy già, một cái tô và bàn chải đánh răng. Đầu tiên, bạn cho một muỗng canh bột baking soda vào tô cùng với một muỗng canh nước và một muỗng canh oxy già, rồi trộn đều hỗn hợp trên. Dùng bàn chải đánh răng thấm hỗn hợp vừa làm rồi chà lên đôi giày của bạn. Phần dây giày, bạn cho hỗn hợp baking soda trong tô rồi dùng bàn chải khuấy lên, đem phơi đôi giày ngoài trời. Sau khi khô, bạn loại bỏ lớp bột bám trong giày. Thế thôi là bạn đã có một đôi giày sạch như mới rồi đấy. Cách tẩy rửa nồi, khay thức ăn. Các vật dụng trong nhà bếp như nồi, chảo, khay bánh là những vật dụng khó tẩy sạch nhất nếu như không biết cách. Mời bạn xem qua mẹo tẩy sạch chúng nhé. Bạn cần chuẩn bị giấm, muối ăn, baking soda và oxy già. Đầu tiên, bạn rải muối ăn lên trên đáy nồi, đổ giấm lên. Sau đó rải thêm một lớp muối ăn, cho giấm vào miếng rửa chén và bắt đầu chà cho đến khi chiếc nồi sạch vết bẩn. Rửa chiếc nồi lại bằng nước sạch. Với chiếc khay bánh dính đầy vết bẩn này, cách tẩy sạch cũng rất đơn giản. Hãy rải một lớp bột baking soda lên bề mặt có vết bẩn, rồi đổ oxy già vào. Chờ trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó dùng một tấm vải sạch lau vết bẩn đi. Làm đến đâu, bạn cho hỗn hợp baking soda và oxy già đến đấy. Tiếp tục tẩy cho đến khi chiếc khay của bạn sạch sẽ hoàn toàn. Cách loại bỏ vết rước trên đồng hồ. Đồng hồ sử dụng lâu ngày, bề mặt sẽ xuất hiện những vết rước không đẹp mắt. Để loại bỏ những vết rước này thì cũng rất đơn giản. Bạn cần chuẩn bị vải sạch và kem đánh răng. Đầu tiên, bạn trét kem đánh răng lên bề mặt đồng hồ. Sau đó dùng miếng vải sạch thoa đều kem khắp bề mặt. Tiếp tục thoa đều như thế cho đến khi sạch hết lớp kem trên bề mặt đồng hồ như thế này. Giờ thì bạn nhìn xem, bề mặt chiếc đồng hồ đã không còn những vết rước nữa rồi. Cách tẩy rửa bồn rửa chén. Bồn rửa chén rất hay bị bẩn do sử dụng thường xuyên. Tip Stand sẽ hướng dẫn bạn cách làm sạch bồn rửa chén nhé. Bạn cần chuẩn bị baking soda, giấm, miếng rửa chén và bàn chải đánh răng. Đầu tiên, bạn cho bột baking soda ra tô, đổ giấm vào. Ngâm bộ phận lọc rác của bồn rửa trong hỗn hợp baking soda với giấm trong vòng 15 phút. Sau đó, bạn đựng hỗn hợp giấm và nước rửa chén vào một cái chai có nắp xịt, rồi xịt lên trên bề mặt bồn rửa và để trong 10 phút. Bây giờ, hãy dùng bàn chải và miếng rửa chén bắt đầu công đoạn tẩy sạch vết bẩn. Rửa lại bằng nước. Sau đó cho vào vài lát vỏ chanh để khử mùi. Cuối cùng, lau sạch bồn rửa chén bằng một chiếc vải khô là hoàn tất rồi đấy. Cách làm sạch nệm. Nệm sử dụng lâu ngày hay bị các vết ố vàng. Để loại bỏ các vết ố này thì bạn cần chuẩn bị một chai nhựa rỗng có nắp xịt, bột baking soda, oxy già và nước rửa chén. Đầu tiên, cho 3 muỗng canh baking soda vào chai. Sau đó cho thêm 200ml oxy già 3% và một giọt nước rửa chén. Trộn đều hỗn hợp trên bằng cách xoáy nhẹ nhàng chiếc chai như người hướng dẫn.
Chú ý là không nên lắc mạnh. Sau 20 phút, bạn xịt hỗn hợp baking soda lên trên vùng nệm bị bẩn. Chờ từ 5 đến 10 phút là vết bẩn trên chiếc nệm của bạn sẽ dần biến mất. Ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc ăn vui, người nông dân thêm lúa thóc. Vừa rồi làm cách tẩy rửa đồ vật đón Tết. Hy vọng rằng chương trình đã giúp bạn tìm được cách tẩy sạch những vật dụng trong nhà để chuẩn bị đón một năm mới thật nhiều niềm vui. Thưa quý vị, đó có thể là những cái tip nhỏ nhưng mà lại rất có võ đấy ạ. Bởi vì đây là thời điểm mà chúng ta đã bắt đầu nghĩ tới việc là làm sao để có thể lau dọn, dọn dẹp nhà cửa rồi. Tất nhiên sẽ có những gia đình mà chúng ta thuê dịch vụ hay là thuê người giúp việc theo giờ để giúp chúng ta có thể dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên thì thực sự là chắc chắn là chúng ta, những thành viên trong gia đình cũng sẽ phải tham gia vào khâu đó. Bởi vì là chỉ có chúng ta mới biết là nhà cửa của mình sẽ cần trang trí bày biện hay là mức độ sạch, thì thông thường là gia chủ bao giờ mình cũng sẽ thích làm tất cả mọi thứ đều tươm tất. Và quả thực là có những vật dụng chúng ta cũng sẽ cần phải tới đạo cụ hay là kỹ năng hay là những cái mẹo như chúng tôi vừa chia sẻ để làm sao mà khiến đồ vật trở nên bóng sạch hơn hay là không còn những cái mùi, như nhất là những cái đồ trong bếp chẳng hạn. Và lúc đó thì chính là lúc mà tất cả gia đình chúng ta sẽ cùng chung tay, mỗi người một việc để làm sao mà chúng ta có thể tống cựu nghinh tân để có một năm mới với nhà cửa thật là đẹp. Và sau khi mà nhà đã gọn gàng sạch đẹp rồi thì bắt đầu chúng ta mới tính tới công đoạn là chúng ta sẽ bài trí như thế nào, đâu là nơi chúng ta sẽ để cây, đâu là nơi treo tranh, đâu là nơi để câu đối. Bây giờ thì cũng là cái thời điểm mà chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán, và hy vọng rằng là những cái mẹo chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị, đặc biệt là các chị em phụ nữ trong việc là dọn dẹp nhà cửa cuối năm. Vâng, và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nói Về Cuộc Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu như quý vị có thông tin cần chia sẻ, quý vị có thể gọi điện thoại chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 090-1812-999, hoặc là quý vị có thể gửi thư về kênh VTC9 số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vâng ạ, và đến chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, chương trình Nói Về Cuộc Sống xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.